Thưa hay thầy là ngoài những cái kiến thức mà truyền đạt lại cho các học trò của mình thì các thầy còn dạy những học sinh của mình những điều gì ạ? Cái sự trung thực có phải là một trong những cái điều các thầy hướng tới để dạy các em hay không ạ? Tôi thì tôi thích câu hỏi này. Thực ra thì là với tôi ấy thì cái sự trung thực đúng là tôn chỉ của đời sống. Mình thì trước hết thì mình nghĩ là mình cứ phải cố gắng sống trung thực thì may ra mình mới có thể dạy được học sinh của mình trung thực. Cho nên cái phương pháp mà tôi rất là ấn tượng đến là phương pháp làm gương. Thế thì thầy cô trung thực thì mới có thể yêu cầu được học sinh trung thực. Bố mẹ trung thực thì mới có thể dạy dỗ con cái trung thực. Và rộng ra trong những ngành khác, mình nghĩ người đứng đầu cứ phải trung thực đã. Tuy nhiên thì là thứ nhất là cái thời mà chúng tôi chuyển sang thi trắc nghiệm ấy, thì là rất nhiều giáo viên đối mặt với chuyện là học sinh không trung thực, nhất là trong việc giao bài tập về nhà với một đề 50 câu trắc nghiệm các em ấy có làm thật hay không, thì chúng tôi cũng đã phải có những cái nghiệp vụ, cái kỹ thuật để kiểm soát được, để khẳng định là học sinh phải làm trung thực. Thế và nhìn rộng ra thì chúng tôi thấy trong xã hội bây giờ thì cái trung thực có vẻ nó là một thứ gì đấy rất xa xỉ. Nhiều người nói vui là người lớn bây giờ nói dối còn nhiều hơn cả trẻ em. Trong đó có những lời nói dối tôi phải khẳng định là rất là trâng tráo và trơ trẽn. Đây là một điều rất là buồn, và trong trường hợp này thì giáo dục, ngành giáo dục thôi thì chưa đủ. Vì như thế cho nên là có nhiều việc khác nữa chứ không phải chỉ thi cử mà chúng tôi thấy cũng không công bằng. Từ cái việc thi cử của người lớn, từ cái việc tuyển viên chức đến những cái đánh giá khác, có khá nhiều nơi chúng ta thấy từ khi mà có internet thì chúng ta dễ tiếp cận thông tin hơn, thấy nó cũng không trung thực, và đây là một điều chúng tôi rất là đáng buồn. Cũng cố gắng làm tối đa theo sức của mình nhưng chắc là sức của mình thì cũng còn nhỏ lắm. Thưa thầy Ngọc, còn ý kiến của thầy thì như nào ạ? Vâng, thực ra thì như nhóm của mình là những giáo viên mà dạy trên mạng internet thì cái sự tiếp cận với học sinh thì ngoài qua những cái kiến thức qua các bài giảng thì bọn mình cố gắng là làm sao mà truyền đạt được với học sinh cả những cái tinh thần, những cái giá trị sống mà tuổi trẻ của các em cần phải theo đuổi. Tất nhiên là trong xã hội ngày nay thì có rất nhiều thứ sẽ biến, có thể biến các em thành những con người khác theo thời gian, nhưng mà ở cái lứa tuổi mà các bạn vẫn còn rất là trong sáng, vẫn còn là học sinh thì các bạn nên tiếp nhận và cần phải được tiếp nhận những cái giá trị như thế. Nó sẽ thông qua những cái tương tác ở trên mạng xã hội, và thực ra cũng nói đến cuối cùng giống như thầy thầy Tùng vừa nói là đối với trẻ hiện nay thì họ không tin vào lời nói, họ tin vào hành động, họ nhìn vào hành động, nhìn vào những tấm gương. Được biết là thầy Tùng thì là một giáo viên dạy toán, trưởng bộ môn dạy toán ở trường Lê Thế Vinh. Còn thầy Ngọc thì là dạy hóa. Phải nói thật với hai thầy là đây là hai môn mà rất nhiều bạn nữ sinh rất sợ học. Thầy là một người có thể trong lĩnh vực giảng viên thì giáo viên thì có thể thầy là rất là giỏi giải toán cho các học trò. Thế nhưng có cái bài toán nào trong cuộc sống mà làm khó thầy chưa? Tôi nghĩ là có đấy. Môn của chúng tôi thì là khó, khô và khổ. Thì rõ ràng là chúng tôi cũng đã cố gắng tìm cách cải thiện. Thậm chí là giáo viên toán bây giờ làm thơ cũng rất nhiều và cũng cải thiện được khá khá với học sinh. Tuy nhiên thì ở trong đời sống thì tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn với phụ nữ. Tôi phải thừa nhận rằng là cái logic của tôi là tương đối tốt. Nhưng mà từ ngày lấy vợ thì cái logic của tôi thì nó chưa là cái đinh gì cả, đặt sau cái logic của vợ. Tôi thì quan niệm là trong cuộc sống thì khó khăn thì nó luôn luôn đi kèm với cả cái cơ hội và thách thức, nó luôn luôn đi kèm với nhau. Cho nên là khi mà đối diện với một cái khó khăn nào đó thì cái điều đầu tiên tôi hay động viên bản thân mình là luôn luôn cố gắng, luôn luôn tiến về phía trước. Cũng giống như tôi hay hay khuyên học sinh thôi. Học sinh hiện nay thì có một đặc điểm là các bạn ý thường là rất là thiếu cái tính định hướng, bản thân các bạn cũng không biết là mình thích cái gì, không biết là mình nên như thế nào. Tôi thường khuyên các bạn là điều đầu tiên ấy, là cần phải cố gắng. Cái nỗ lực là cái mà luôn luôn thúc đẩy mình tiến về phía trước. Thế còn là mình tiến theo hướng nào cũng được, miễn là mình nhất quán, mình đi một con đường thì đi gì kiểu gì thì nó cũng đến đích. Chứ chúng ta đừng có so đo là đường này hay đường kia thì nó sẽ thành là đi lạc, thành là rối ra. Tôi suy luận từ cá nhân tôi thôi ạ, là nếu như ngày xưa mà mình học kém môn nào là mình rất là sợ học môn đấy. Và toán với lý là những môn mà phải nói là rất là khó đối với các bạn nữ sẽ thiên về học về những môn xã hội nhiều hơn. Vậy thì ngoài cái việc là mình truyền tải những cái kiến thức cho học trò của mình thì làm thế nào, các anh có cái chiêu gì, có cái bí quyết gì để những cái cô cậu học trò mà các bạn ấy có vẻ như rất là sợ môn toán, môn hóa đây, nhưng mà bằng cách nào đó để
không cảm thấy sợ hãi mà sẽ dần tiếp cận để có thể theo học và thậm chí là còn học khá, học giỏi? Thực ra thì các môn tự nhiên nói chung ấy, trong đó có môn hóa của tôi và môn toán của thầy Tùng, thì tôi thấy là mọi thứ nó đều có tính logic. Mọi thứ nó đều có tính logic, và cái điều quan trọng nhất khi mình truyền đạt được cho học sinh là mình chỉ ra cái logic đấy. Khi mà các bạn cảm thấy logic, các bạn cảm thấy bị thuyết phục, các bạn cảm thấy là hiểu được và tin được, thì các bạn ấy sẽ tự dưng là sẽ học tốt được cái môn học đấy thôi. Còn tránh cái chuyện là chúng ta cứ gọi là nhồi, chúng ta cứ gò ép các bạn ấy rằng là cái này thì nó phải là như thế này, A phải là A, B phải là B, còn không giải thích cho các bạn biết là tại sao ấy, thì tự dưng là các bạn ấy tiếp nhận một cái cách rất là cưỡng bức, một cách rất là gượng ép, thì nó sẽ rất là nhanh quên. Thì đấy là cách để làm sao mà có thể giúp cho học sinh hiểu và nhớ được lâu môn học. Muốn nhớ được lâu thì đầu tiên phải hiểu cái đã. Thì đấy là đối với việc dạy. Thế còn ngoài ra môn hóa thì cũng có một đặc điểm nữa là thực ra nó là một môn mà cũng gắn rất là nhiều với những câu chuyện của tự nhiên. Có rất nhiều thứ mà mình có thể dẫn từ cuộc sống vào trong bài học để cho học sinh có thể hiểu được. Đặc biệt là nhiều khi nó còn là những câu chuyện rất là thời sự nữa. Đấy, ví dụ như là mấy năm trước thì báo chí thỉnh thoảng hay đưa ra những cái thông tin mà có tính chất là nó gây gọi là hơi sốc một tí đối với xã hội. Như là có một năm tôi nhớ là có chuyện là có cái viên dầu cá ấy, của Trung Quốc mà có khả năng hòa tan sốt chẳng hạn. Thì mọi người đều rất là hoảng sợ vì sốt bị chảy ra như thế, thì khi mà mình ăn vào thì không hiểu nó làm gì với cả đường tiêu hóa mình. Thế nhưng mà mình bằng kiến thức hóa học phổ thông thôi, mình giải thích cho học sinh là tại sao nó lại là như thế, và cái chuyện đó thực ra rất là bình thường, thì học sinh nó cảm thấy rất là hứng thú. Hoặc là có những cái câu chuyện, những cái vụ tai nạn cháy nổ ở đâu đó chẳng hạn, mình có thể phân tích và giải thích cho học sinh. Thì khi là học sinh ấy, ngoài các cái việc là mà học những kiến thức sách vở, các bạn sẽ bám sát được cả những câu chuyện thực tiễn ở ngoài đời sống, thì các bạn sẽ hiểu được là cái kiến thức đấy nó có giá trị, thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn và thấy nó hứng thú hơn. Thầy Ngọc thì là đưa cả thời tính thời sự vào trong những bài học của mình rồi đấy ạ. Thế còn thầy Tùng thì thế nào ạ? Vâng, do đặc thù bộ môn thì là xét một khía cạnh nào đó thì nó cũng toán nó khác với lý hóa. Chúng ta biết là toán thì khô lắm. Thì chúng tôi đầu tiên thì đều mong muốn là làm cho môn toán nó mềm đi đã. Đấy là lý do mà chúng tôi vẫn phải đưa những bài toán đời sống, những cái châm biếm, những cái thơ văn mềm mỏng. Đấy là lý do mà hầu hết các thầy cô dạy toán đều rất là tếu. Ngoài ra thì để cho học sinh mà thích môn toán thì quan điểm của tôi đầu tiên phải để cho học sinh thích mình trước. Để cho học sinh thích mình thì chúng tôi phải rất tâm lý và hiểu học sinh. Cái đấy thì rõ ràng là không phải phân biệt môn nào với môn nào. Nhưng mà giáo viên toán thì cũng có những cái khó khăn của bộ môn, cho nên phải cố gắng hiểu các em. Thì các em nó yêu thích mình, các em nó yêu quý mình, rồi dần dần chúng nó thích cái môn toán của mình. Các bạn học cấp 2, cấp 3 thì đã biết có cái sự rung động của cảm xúc rồi. Nên là nhiều khi mà thầy mà dạy giỏi này xong rồi lại như thầy nói là yêu thích thầy, thì đôi khi họ cũng sẽ dễ bột phát chia sẻ những cái cảm xúc của người học trò dành cho người thầy. Thì lúc đó thì biết đâu lại là những cái khó xử cho thầy trong đời sống thì sao? Tôi nghĩ là các thầy cô, nhất là các thầy trẻ thì đều gặp tình huống này. Thời mà tôi chưa lấy vợ thì cứ mỗi năm mà có một hai cái bức thư tình là chuyện bình thường. Và tôi nhớ rằng là tôi vẫn có lỗi với một em học sinh. Em ấy cũng đã tỏ tình và mình cũng đã nói với em ấy là nếu em đỗ đại học thì có thể chúng mình sẽ yêu nhau. Thì có thể đấy là một cái điều để tạo động lực cho các em ý. Nhưng mà rất tiếc là sau khi em đỗ đại học thì mình câu chuyện nó không đi như thế nữa. Thì tôi nghĩ là có thể là đấy cũng là một cái lỗi, là một chuyện vui thôi. Nhưng mà với các thầy trẻ thì là chuyện đấy là chuyện chúng ta vẫn sẵn sàng đón nhận. Chỉ có điều là chúng tôi vẫn phân biệt rõ việc nào đi việc đấy. Có thể thì các em yêu quý mình thì là một cái động lực để các em yêu quý cái môn của mình dạy. Nó sẽ có hiệu quả hơn. Thầy Ngọc đã từng khi nào làm cho những học trò của mình đau tim như thầy Tùng chưa? chắc là không có nhiều tình huống mang thầy Tùng, vì thực ra là tôi thì lập gia đình khá là sớm, cho nên và hơn nữa học sinh của tôi thì hầu hết là học sinh trên mạng xã hội, trên internet, các bạn ấy học trực tuyến online từ những địa phương rất là xa, cho nên là những cái cảm xúc như thế thì chắc là không nhiều. Và thực ra thì ở cái lứa tuổi của các bạn ấy thì có đặc điểm dễ yêu nhưng cũng dễ ghét và rất chóng quên.